Hey, chào mừng tất cả anh em đang quay trở lại bằng hải tặc Bình Red. Trong khi chúng ta đang tiếc thương cho những gì xảy ra đối với Sanji. Tại sao chứ? Tại sao mình lại dưới hắn? Quỷ thầm mà bắt ầm Zinbe. Những lời oán than đó từ Sanji xuất phát cho vụ anh ta bị đẩy xuống top 4 về mức tiền chi nã trong bằng mộ rờ, để Zoro có cơ hội được gáy dằn mặt sau những gì anh ta đã làm tại Wano. Cũng thật đáng tội nghiệp cho anh ba, hay chúng ta nên gọi là anh Từ nha. Tuy nhiên thì chúng ta đã quên mất có một người nữa cực kỳ đau đớn, đau còn hơn cả Sanji lúc này, là Frankie. Hình ảnh trên tờ ấp với chi nã của Frankie đã bị thay đổi thành đầu tàu theo Sunny. Nó còn đau hơn cả là khi Sanji bị hải quân quẩy khuôn mặt của mình thành một kẻ khác. Ít nhất thì Sanji cũng có cái lông mày xoắn, màu tóc vàng nhìn còn ra. Giờ Frankie tướng quân cũng mất tích luôn. Mình cho rằng đó là một ẩn ý cực kỳ lớn của tác giả Oda. Bởi không đơn giản mà con thuyền Sunny này bị chi nã trong băng mũ rơm được. Nó hẳn phải có một vai trò rất lớn khác. Giờ đây mang con thuyền này đi bán cũng bộn tiền, chứ cần chi phải bắt một người sống. Dù sao thì cũng khá thương thích cho Frankie vì khuôn mặt thật của anh ta không được biết đến. Chắc anh em chưa quên, tên thật của Frankie là Curtis Flame. Anh ta đã che giấu bản thân của mình trong thời gian qua vì chính mình là người đã nắm giữ bản thiết kế vũ khí của đại Blue Tom. Chắc hẳn Thousand Sunny sẽ là một nhân tố quan trọng trong tương lai khi lần này chính nó cũng trở thành một thành viên bị truy nã. Đồng thời thì Mihawk, Crocodile và Buggy cũng đã cho thấy được xung đột lên đến cao trào. Suýt tí thì Buggy phải bỏ mạng và chúng ta thấy được sự đáng thương ở hắn. Vậy liệu Buggy có đang giấu ngời thực sự hay không? Và mình là Bình Red, người sẽ cùng anh em đi phân tích One Piece 1058 đầy thú vị này. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh nếu như anh em chưa làm điều đó nha. Chúng ta sẽ cùng tái thiết lập lại bằng hải tặc Bình Red hùng mạnh như xưa sau pha chơi bẩn khiến cho mình bị mất kênh anh em nha. Là một fan của bộ truyện One Piece, bạn sẽ không thể bỏ lỡ những sản phẩm như thế này. Thể nhân phẩm One Piece siêu đẹp, sang, chất chơi người dời, nhưng rẻ. Hãy truy cập ngay shop Bình Red trên Shopee hoặc TikTok để đặt ngay thẻ nhân phẩm và sưu tập các thành viên trong tất cả các bạn hải tặc. Link mình sẽ để trong phần mô tả. Sau khi xem xong quảng cáo thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những phân tích chính trong chapter này. Đầu tiên thì đây là một câu chuyện tiếp tục ở chapter trước đó chứ không phải là một khoảng thời gian bị bỏ qua. Và chúng ta thấy được Thousand Sunny vẫn tiến theo hướng chỉ đường của Lock Bow để dẫn đến một hòn đảo nào đó chưa được tiết lộ. Khi này Luffy đã phải trả giá cho tất cả những sự dại dột của mình do kích khiêu khích. Cậu ta đã bị Nami nhốt trong lồng sắt và bị Haki bá vương tối cao của Nami hành hạ suốt một khoảng thời gian dài mà không có bất kỳ sự can thiệp nào đến từ đồng đội. Những thành viên cũ trước đó họ sợ Nami hơn sợ thuyền trưởng Luffy mũ rơm. Chỉ có lính mới Zenbe vẫn chưa biết sự đáng sợ của Nami nên cười lớn và yêu cầu: "Wow, có ai làm sao đâu, đừng quá khó với cậu ấy chứ." Vừa dứt câu thì Zenbe cũng đã phải tóc một hồi hộp trước cơn thịnh nộ của Nami. Đây không chỉ là bài học quen thuộc cho Luffy mà còn là lời cảnh tỉnh để Zenbe biết ai mới là trùm ở trên thuyền. Tấm chiếu mới cuối cùng cũng đã được khai sáng, một lão đại như Zenbe cũng phải con người lại trước thiếu nữ 20 tuổi Nami. Một con hải âu mang đến cho Robin tờ báo với những số tiền chi nã mới được cập nhật dành cho băng mũ rơm. Và chúng ta cũng thấy được Sanji háo hức như thế nào với tiền thưởng mới anh ta có được. Mà thứ quan trọng hơn là anh ta muốn mình phải cao hơn tên đầu tảo mới chịu. Cuối cùng thì Sanji cũng phải khóc thét vì bị đẩy xuống top 4 sau Luffy, Zoro và Zenbe. Usopp, Frankie, Brook và Nami được tăng lên 300 triệu berry sau Aquano. Những con số này cũng không có gì đáng bàn luận cả. Nó cực kỳ hợp lý khi họ là thành viên dưới trướng của một tứ hoàng. Lý số tiền khiến chúng ta bàng hoàng nhất chính là Chopper. Cậu ta vẫn không hề được biết đến là một chiến binh tuần lộc đang trái quỷ Hito, hóa thân thành một quái vật khổng lồ để tét win một cú trị giá 100 berry. Dường như hải quân chỉ xem cậu ta là một con thú cưng không có khả năng chiến đấu, cũng không phải là bác sĩ để lập chiến tích hy hoàng khi đối mặt với quân dịch bệnh giải virus băng quỷ. Tiền chi nã nhân 10 lần và con số nhân này là kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay, từ 100 berry thành 1000 berry. Nó khiến Chopper khá hụt hẫng, nhưng sau khi được Robin cho kẹo bông thì mọi ưu phiền của cậu nhóc cũng đã tan biến. Về phần của Nico Robin, chị ta được tăng lên tận 800 triệu berry, từ 130 thành 930 triệu berry. Con số này chỉ xếp sau Luffy vì khoảng cách gia tăng tiền thưởng. Luffy tăng 1,5 tỷ, Robin là 800 triệu và Zoro là 780 triệu 1100 berry. Đủ thấy được mức độ nguy hiểm của Robin là cực lớn sau Aquano này. Cô đã có được thông tin về tấm hồng phiến ở đây thông qua sự dẫn đường của cố lãnh chúa Kozuki Sukezaki. Giờ thì trong tay băng mũ rơm đã có tổng cộng là 3 phiến, chỉ còn lại phiến cuối cùng và chắc chắn nó sẽ nằm ở hành trình tiếp theo băng mũ rơm đi qua. Nhưng không biết rằng châm cuối mà họ sẽ phải đối đầu là ai đây. Có thể sẽ không phải là Râu Đen như nhiều người đã dự đoán trước đó, bởi hắn chẳng có bất kỳ một tấm nào cả, mà người bị nghi ngờ cao nhất là Xanh Tóc Đỏ. Nhưng theo các dữ liệu mình tìm thấy, mình dám khẳng định Xanh không phải là một nhân vật độc ác hay là phản diện. Có chăng thì anh ta sẽ chờ Luffy ở cuối chặng đường, giống như một thử thách để xem cậu ta có đúng là người mà Roger chờ đợi hay không mà thôi. Trở lại với số tiền chi nã, Robin giờ là lá bài tẩy quan trọng nhất để tìm ra được One Piece. Kể đến sẽ là một trong số những người thuộc gia tộc Ba Mắt, mà cao nhất là khả năng thức tỉnh con mắt thứ ba của Charlotte Pudding. Vì khi con mắt thứ ba này thức tỉnh thì Pudding có thể đọc được ngôn ngữ cổ đại và nghe được tiếng nói vạn vật. Nếu như cô ấy rơi vào tay của một kẻ nào đó có mưu đồ xấu xa như Râu Đen thì khỏi phải bàn. Hắn biết cách dùng cô ấy như thế nào để tìm ra được One Piece. Với phần tiền thưởng của Zoro, Sanji thì rõ ràng nó chênh lệch không quá lớn.
1.100.000 BRI và 1.032.000.000 BRI. Nhưng một sự an ủi lớn mà chúng ta nhìn thấy là Shinji đá vào kiếm của Zoro amam mà không vấn đề gì. Dù giờ đây Zoro đã có cả Haki Bá Vương, nhưng Shinji cũng không hề nao núng. Chơi là chơi, không nói nhiều. Đến có bị thương, ai hồi phục nhanh hơn cho biết. Vì vậy đừng vội nhìn tiên trí não của Shinji mà cười đi nhé mấy ông fan cùng Zoro. Còn về Jinbe, khi gia nhập băng Big Mom thì tiên trí não của ông là 438.000.000 BRI. Bởi ông không trải qua một trận chiến nào cả, chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ đảo người cá mà thôi. Giờ thì con số này tăng lên khá đáng kể để cho trở thành số 3 trong băng mũ rợp. Jinbe còn chưa phô diễn hết sức mạnh và kỹ năng dưới nước của mình khi chỉ hạ gục một con mèo Kitty trên cạn như Lushu. Chiến thuật trên biển của Jinbe còn khiếp đảm hơn rất nhiều và chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thêm thời gian để thấy được Jinbe bung tung bộ sức của mình ra trong những trận chiến sắp tới. Tạm thời kết lại câu chuyện về các thành viên trong băng mũ rơm và tiền chi nã của họ, chúng ta sẽ đến với tổ chức mang tên Cross Guild do ba thiên tài Mihawk, Crocodile và Buggy thành lập. Mọi thông tin đều được sáng tỏ. Buggy sau khi trở thành một thất vũ hải thì cũng chẳng có gì trong tay ngồi đám lâu la vô dụng đi cùng mình quanh năm suốt tháng và lũ có đó ngu si tứ chi phát triển thu thập được tại Imperial. Nhờ có số tiền mượn từ Crocodile mà Buggy thành lập được công ty gọi là Buggy Delivery với dịch vụ cho thời hải tặc. Bất cứ quốc gia nào có chiến tranh mà bỏ ra một khoản tiền thích hợp thì Buggy sẽ cử đến đó một đội quân để hỗ trợ. Nó được cho là hợp pháp khi mà hắn còn nắm vai trò Shichi Bukai, giờ thì còn cái nịt. Thế nên Crocodile đã tìm đến Buggy để lấy lại số tiền cho mượn trước đó vì nó cần để thành lập tổ chức Cross Guild mới do hắn và Mihawk đồng sáng lập. Nhân cơ hội này thì cá sấu cũng đập luôn giúp Buggy mấy chiếc thuyền ngồi xa của hải quân. Đừng xem thường Crocodile, hắn là một kỹ cực kỳ thông minh khi có được một tổ chức hùng mạnh để điều phối cả một quốc gia rộng lớn ở Alabasta và còn nhiều thứ hơn về hắn nữa mà mình sẽ phân tích ở một video khác. Tuy nhiên thì một sự chớ chiêu là việc thành lập tổ chức lại diễn ra trên đảo Karaibari, tức lãnh địa của Buggy. Sau đó thì mấy thằng đợi của Buggy lại tưởng rằng sếp của mình dẫn thằng em cá sấu và thằng đợi mắt diều hâu đến đây để gia tăng sức mạnh. Thế là chúng quyết định sử dụng kỹ năng Photoshop để đưa Buggy lên giữa tấm office, khuôn mặt hùng hồn to tổ bố. Nó khiến hai quân nghĩ rằng Buggy mới thực sự là thủ lĩnh của tổ chức này. Sau đó họ đã phong cho hắn một danh xưng oanh liệt lúc bây giờ là Tử Hoàng Buggy. Nào ngờ nó lại khiến cho hắn trở thành một kỹ thân bại danh liệt, bị Crocodile túm đầu rồi bị Mihawk chỉ kiếm như một kỹ đi từ dưới đáy xã hội đi lên. Hãy nhìn lại phản ứng của Buggy. Tôi xin làm bất cứ thứ gì, kể cả liếm giày của các vị sạch bông, xin hãy tha cho tôi. Bên ngoài chúng ta thấy được đó là một hình ảnh khá nực cười khi Buggy bị xách đầu lên và bị hành hạ như thế. Thế mà đó là trái quỷ Bara Baranomi phân tách mang tính trào phúng của hắn được. Ai mà lại không cười trước tài diễn hời của hắn như vậy. Nhưng thật ra thì đó là một sự đau khổ, đau đớn cả về mặt thời xét lẫn tinh thần. Hãy đặt bản thân vào trường hợp của Buggy. Bất kỳ một lời nói nào thốt ra cũng sẽ bị xem là rét. Nếu như không cẩn trọng, phải đổi lại bằng cả mạng sống của chính mình trước Crocodile. Thiếu nợ trốn chạy không được, ở lại sống như gươm cờ trước cổ. Ăn cơm cũng phải rung lẩy bẩy cầm đũa rất lên rất xuống. Ấy thế mà lũ ăn hại đi theo Buggy lại ngồi đó thưởng thức một bữa tiệc rất hoành tráng, được ăn thịt, uống rượu ngập mồm. Còn thiên trưởng thì cơ thể phân rã nằm la liệt dưới sàn. Thật sự thì không gì nhục nhã bằng dành cho Buggy. Và đến đây thì mình lại suy nghĩ khác về sức mạnh của Buggy. Không tin hắn lại vô dụng đến như thế, hay hắn vẫn đang diễn tròn vai diễn của một gã hời cho đến cuối cùng trong mắt của người khác. Dù gì thì Râu Trắng cũng đã khen ngợi Buggy cùng với Sanji khi họ gặp nhau trên tàu Moby Dick. Nó không thể là vô nghĩa được, cũng không thể biến Buggy thành một kẻ thảm hại đến mức mà đáy xã hội cũng không thể chứa nổi. Có danh tiếng mà không có thực lực, liệu có thật hay không đây? Có một khung tranh nữa ở chapter 1058 này mà mình cảm thấy khá hoài nghi, đó là khi mà Mihawk nhìn trộm Buggy, anh ta trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó quan trọng. Đến hai khung tranh tiếp theo, chúng ta nhìn thấy được mặt của Mihawk đã biến sắc rõ nét. Đặc biệt nhất là anh ta đã ghét thanh kiếm của mình lại, nói với Crocodile về việc để cho Buggy sống. Cứ để hắn trở thành bị di động, chúng ta lúc nào cũng có thể loại bỏ hắn khi cần thiết. Lần thứ hai khi xuất hiện cùng Buggy và Crocodile trước những lính đến thời, anh ta không tỏ ra hào hứng hay vui vẻ sau mối liên minh này. Phải chăng Mihawk bắt đầu nhận ra những điểm bất thường gì đó từ Buggy? Mặc dù có đến 99% khả năng cho thấy Buggy là một tên hời vô dụng với mức tiền chi nã khổng lồ, nhưng cũng không thể không nghĩ đến con số 1% giấu ngời kia. Và mình bắt đầu cảm thấy hoài nghi về vai diễn của Buggy khi nhớ lại Oda từng nói Buggy là hải tặc mà tác giả yêu thích nhất. Còn rất nhiều chủ đề thú vị khác trong chapter này mà mình sẽ phân tích gửi đến cho anh em trong những video khác. Nó khá là lý thú, nên mình không muốn tập trung vào một video dài hơi để nói về nhiều chủ đề khác nhau. Vậy nên anh em đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một phân tích nào từ Bình Red nhé. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều.